sự cố là va vẹt hay gì đó. Đó, nhưng mà có cái ông nội này xe máy nó cho lên đây nè. Tít à, cái giờ tí đấy chị vui. Ồ, trước mặt chúng ta là nhà xe Phúc Thần Thảo. Ủa, Phúc Thần Thảo ở đâu ba? Chết bà luôn rồi, tiêu. Mình phải băng qua một cái chỗ, cái đường cua này nữa. Một cái rễ rảnh. Chết. Lạc lái. Rồi luôn. Hi, chào mừng anh em quay lại với kênh channel Nguyễn Nam Gamer. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với nhà xe Điền Linh. Thì ở hai cái video trước thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cái hành trình nhà xe Điền Linh đi từ Sài Gòn đến thành phố Đà Lạt. Và hai video đó đã kết thúc cái chặng đường đó. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái series nữa. Thì hôm nay mình sẽ cho nhà xe Điền Linh làm một cái hành trình gọi là đặc biệt trong cái cuối cái năm âm lịch này, đó là làm một cái hành trình chở khách về miền Tây anh em. Và cụ thể đó là về bến xe của Cần Thơ nha. Thì mặc dù nó không phải là cái hành trình mà của nhà xe Điền Linh đúng thực tế bên ngoài, nhưng mà mình muốn là hôm nay giống như là làm một hợp đồng nào đó để đưa khách đi về miền Tây để trải nghiệm. Thì anh em nhớ theo dõi hết video của mình nha. Trên suốt cái hành trình thì mình sẽ có những cái nó đột biến nó xảy ra, tại vì mình đã set cái hành trình của con game này là nó sẽ có những cái đột biến trên cái suốt mà mình đi, cho nên anh em nhớ xem hết video để theo dõi và cùng đồng hành, cùng ủng hộ mình nha. Anh em xem đừng quên là để lại cho mình một like, một share, và anh em nào chưa đăng ký kênh cứ nhấn đăng ký kênh và comment cho anh mình biết là anh em có những cái vấn đề gì cần mình hỗ trợ, hoặc là muốn mình làm cái gì để chia sẻ cho các bạn, ok nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình. Thì hết chiếc xe Điền Linh thì mình sẽ hôm nay review lại cho anh em sơ một cái, đó là mình sẽ lái chiếc xe Điền Linh ở một cái phiên bản đó là chạy Tết anh em đó. Thì Tết hôm nay là Tết năm Thìn, năm Quý Rồng, như là đầu xe anh em thấy không? Mình có để cái dán hai cái đề canh con rồng rất là xinh xắn luôn, nhìn rất là cartoon luôn đó, rất là hoạt hình đây. Logo channel Nguyễn Nam Gamer rất là quen thuộc trên mọi cái skin mà mình làm và chia sẻ cho các bạn. Rồi thì lộ trình hôm nay thì mình sẽ đi, mình sẽ show cho các bạn xem. Đó, mình đang ở bến xe miền Tây nha. Bến xe miền Tây thì mình sẽ đi qua rất là nhiều tỉnh: Tân An, Long An này, Mỹ Tho, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Và hiện tại là như anh em đã biết rồi đó, mình cũng cập nhật tình hình thông tin cho anh em, đó là hiện tại thì cái lộ trình của map Việt Nam mình đó, thì anh Phạm Tập hiện tại đang chuẩn bị hoàn thiện những cái cuối của cái hành trình mà gọi là thêm nhiều tỉnh thành nữa, trong đó có Bạc Liêu, thành phố Bạc Liêu. Nói chung là miền Tây sẽ được nâng cấp lên rất là nhiều, cho nên anh em nhớ theo dõi những cái video sắp tới nha. Và anh em nào mà chưa sở hữu cho mình một cái mod về game ETS2 thì anh em cứ liên hệ anh Phạm Thạch, thì team anh chuyên làm những cái mod map rồi xe các kiểu. Skin thì không nói, skin thì anh em nào muốn thì mình làm chia sẻ cho các bạn. Còn mod xe, mod map, traffic đồ các kiểu thì anh em cứ liên hệ Phạm Thạch nha. Cái link Zalo, cái link Facebook mình có để phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó liên hệ nha, hoặc là search trên cái Facebook là anh em sẽ được tìm thấy nha. Chứ còn tốt nhất là anh em đừng xài những cái mod lậu nha, cái mod mà share rất là nhiều trên mạng thì xài nó cũng không có gọi là nó không có gì hay cho lắm các bạn. Rồi, với lại mình cũng ủng hộ tính sáng tạo của các anh em làm ra những cái game như thế này, công suất bỏ ra mà, cho nên là mình cứ mua ủng hộ và trải nghiệm, thích chơi cái nào mua cái đó. Ok rồi, không nói chuyện dài dòng nữa, đó là phần gọi là 20 phút giới thiệu thôi. Bây giờ thì mình sẽ show cho anh em là bến xe miền Tây hôm nay
Nó cũng rất là nhiều những xe. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm trong cái nhà xe ở bến xe miền Tây anh em. Cho nên là hôm nay mình sẽ review một dòng cho anh em hết cái bến xe miền Tây rồi mình sẽ đi nha. Mình sẽ giới thiệu cho anh em cái này là nó đúng thực tế so với bên ngoài luôn anh em. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ let's go. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu anh em từ cái cổng nha. Mình sẽ lia bên ngoài kia, mình sẽ đi qua bên kia đó, mình sẽ đi qua bên đây. Thì ở đây là một cái khu gọi là đây anh em, đây là một cái bến đậu chung thôi, nhưng mà trước mặt anh em đó là nhà xe Phương Trang, đó là cái nhà đón khách của nhà xe Phương Trang. Tất nhiên là trong bến xe này rất là nhiều nhà xe nha, có nhà xe Mỹ Duyên anh em thấy đằng kia không, và có rất là nhiều cánh miền Tây là anh em biết rồi đó, rất là nhiều tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng đồ rất rất là nhiều. Thì anh em nào mà chưa biết nhà miền Tây có những xe nào thì anh em cứ xem trên kênh channel Nguyễn Nam Gamer của mình, những cái video shop mình quay rất là nhiều những xe đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay dạo một vòng nha. Mình sẽ dạo một vòng ở trong cái mình sẽ review cho anh em xem. Thì đây bên trước mặt đó là cái nhà chỗ đón khách của nhà xe Phương Trang, một nguyên một dọc dài luôn anh em. Thì anh em ở trong kia là nhà chờ, anh em mua vé rồi thì anh em ngồi đợi như đó, và đến giờ thì nhà xe sẽ gọi điện và anh em ra đây theo đúng cái số số thứ tự của xe và số biển số xe đó. Đây đây đó, đây là cái đường đi ra này đó. Nhà xe thì họ sẽ đợi chỗ này để họ sẽ đón khách đó. Thì cái đó là đường ra. Rồi bên kia thì có cái nhà chờ của nhiều nhà xe khác, anh em nhớ nhớ cho kia không, thấy cho kia không đó. Rồi thì đây là cái đường ra nha. Thì ở phía ngoài kia là cái đường Kinh Dương Vương, đường Kinh Dương Vương anh em biết rồi đó, Kinh Dương Vương đó, xe Mỹ Duyên vậy. Kinh Dương Vương thì chạy thẳng một đoạn nữa thì anh em sẽ gặp cái Bùng Binh để vào đường đường gì ta, quên rồi, đường Hậu Giang đó. Rồi đó, thì đây là cái cổng ra nha, cái cổng ra của ở đây có bao anh bảo vệ đứng này sót này. Rồi thì mình sẽ đi vòng ra phía trước này bên tay phải thì anh em sẽ thấy được rất là nhiều cái quán nước, có các bác anh em xe ôm rồi đứng đậu rất là nhiều. Và trong này thì anh Phạm Đạt anh nâng lên một cái tầm cao mới là thêm những cái cửa hàng tiện ích, nhưng mà sắp tới chúng thì có thôi. Thì đây là mình chạy mình review cho anh em show nha. Nói chung là show cho anh em nào chưa biết bến xe miền Tây cho anh em như thế nào, mình show luôn. Thì đây là cái đường mà dành cho các xe chạy bỏ khách bên kia, xe con mà chạy ra ngược đây, nhưng mà mình chạy ngược chiều lại nha anh em. Phía bên tay trái chúng ta là đây, phía bên trái là các phòng vé nha, anh em mua vé trong đó, các phòng vé và có cái chỗ ngồi ăn đồ. Thì đây có một cái cổng này, đây có một cái cổng. Thì cổng này anh em, cổng này là chỉ vô thôi không ra nha, cổng chỗ này là vô này đó, cổng chỗ này là vô nha, không có ra, ra là ra cổng nãy bên kia đó. Rồi chỗ ba lớp rồi để mình lùm ra. Thì chỗ đây cũng có cái nhà xe Phương Trang, là cái chỗ này là Phương Trang Express, là chuyên vận chuyển trả hàng vận chuyển đồ đó. Rồi xuống dưới này thì cũng có một cái cổng vô. Bên tay trái của mình anh em, bên tay trái mình sẽ có cái cổng để lên vào bãi giữ xe trên kia. Đây. Và cái cổng vô này đó, cổng vô. Thì cái nhà giữ xe thì anh đã nâng lên rồi, anh đã xây luôn mái luôn rồi đó. Thì trong đó có phòng vé, anh em mua vé trong đó. Rồi đây là cái cổng vô này, cái cổng mà mọi người sẽ vô này. Cổng vô thứ hai nha, cổng vô này là cổng vô dành cho xe khách. Rồi, mình sẽ đi một vòng review cho anh em. Đây cái cổng cổ phần bến xe miền Tây, đây là cổng số 1 nha anh em. Thì chỗ đây là có thì có cái chú bảo vệ, anh bảo vệ đứng đó, và bên tay phải chúng ta là cái làn đường dành cho làn đường đi bộ dành cho hành khách mà ở dưới kia, sau khi mà bỏ xe bỏ khách xuống đó thì mình sẽ đi quen men men cái đường này. Mình sẽ men cái đường bên tay phải này đi lên này này, rồi đi ra cái nhà xe đó. Chỗ kia là đó có nhà xe anh em thấy không, có cầu thang đồ, chỗ làm cái này rất là chi tiết luôn, cực kỳ là đẹp luôn.
bên đây có cái hàng rào cắt tỉa rất đẹp luôn, y xì xì luôn em đó. Còn bên đây nó có cái làng bên đây này, cái làng bên đây này em, cái làng bên đây là dành cho xe xe máy, khi mà họ vào họ chở hàng họ gửi xe rồi á thì họ sẽ vào đường này nha, đường này đó, ok chưa? Trời ơi, nó rõ, rất là rõ, rõ như ban ngày luôn. Đúng, bây giờ là ban ngày rồi, thì mình sẽ chạy xuống một đoạn nữa. Thì bên tay trái này em nhìn thấy là cái bãi giữ xe này, cái bãi giữ xe này thì ở trong kia nó có kéo dài ra đây luôn, và xe chạy thì thường thì nhà xe Phương Trang thì xô trả khách ở nhà chờ, còn những xe khác thì có thể họ sẽ dừng ở dọc đường này hoặc là họ dừng trong cái đường này đó, nên không rất là chi tiết luôn, công nhận cái mô gọi là cái gì ta đó, bãi chạy khách này. Còn xe khách không biết có bỏ ở đây không, nhưng mà hầu như mình thấy xe Phương Trang là nhiều đó. Ok anh em ha, ở trong đây thì có mấy anh xe ôm rồi đang đứng đợi đó, có xe chạy khách này, rồi trong đây cũng có cái nhà mà nhà chờ của xe Phương Trang, đến xuống xe là chờ trung chuyển đi đó. Chỗ này nè anh em đó, rồi ok, tất tần tật là như vậy thôi anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất bến nha, bây giờ thì mình sẽ đi ra chỗ cái cổng này, thì xe mình hay là xe khách hay là xe Phương Trang gì khi mình đi ra thì cũng đều ra cái cổng chính này, cho nên đây là cái đường chính đi ra nè. Rồi anh em nhớ là đừng quên là để lại một like khi mà xem video anh em, rồi cảm ơn em rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra, thì trên hành trình này nó có cái biến động gì thì mình sẽ review cho anh em xem nha. Đó rồi là lại cổng ra này, ok bye bye bảo vệ nha. Rồi đó lại cổng ra này, thì kế bên này đó anh em thấy không? Ủa khoan, còi đồng tiêu rồi. Rớt mắt đầu còi. Ok. Rồi. Thì đây này, anh em nhìn này, đó, trên đó nó có cầu đi bộ. Giống như xì xì luôn. Rồi bật xi nhan qua anh em, tắt cần gạt nước đi. Đó, chỗ đây nó có hai cái làn đường, một làn đường. Ấy xì xì luôn. Rồi, miền Tây thẳng tiến nha anh em. Đó là tất tần tật những cái gì liên quan đến bến xe miền Tây, và bây giờ thì hành trình chúng ta bắt đầu. Đó có rất là nhiều nhà xe anh em thấy không, bật quậy ba, hát mưa bật quậy vậy. Rồi trời ơi, xe kẹt xe quá trời luôn, tại dưới này là anh em biết không, dưới này là có cái đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ thì kẹt dài luôn á đó. Mới nói xong rồi khúc này thì mình chạy bình thường thôi, thì cái đường bên kia đi lên là cái khu, là khu lên tên lửa đó anh em. Đó ở đây có cái cổng, cái trời ơi, ý xì luôn, rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ tắt cái map này đi, mình sẽ sử dụng cái map của trong cái vô lăng. Sao còi sáng nay nó hư tiêu ta, thằng quỷ phụ xe mày không kiểm tra cái còi, bây giờ cái còi tao bóp không được nè, chết bà luôn rồi. À sorry anh em, nãy giờ mình quên là mình bật cái âm thanh của cái màn hình, mình để nó trong cái mic cho nên là không nghe, xin lỗi nha thanh niên, xin lỗi nha cô. Gì mới đây phạt nữa ba. Rồi cầu An Lạc, thì cầu An Lạc này mình sẽ đi xuống thì mình sẽ gặp cái dòng xe An Lạc và đi qua cái cầu vượt Nguyễn Văn Linh anh em. Đây đây vùng đây thì cái đường đó mình chưa đi được đâu, mình chỉ mới đi đường này thôi, đường nó đường quốc lộ anh em, còn đây là đường hướng xuống miền Tây này đó. Ố cái thằng, trời đất ơi, quốc quỷ thằng ơi, anh em thấy không, có nhiều nhánh đường lắm nhưng mà hiện tại thì chưa có được mở, thì sắp tới thì anh Phạm Thạch sẽ anh sẽ mở thôi, mình không có gì phải vội cả.
Ở coi bên tay trái thì mình sẽ có một cái con kênh nước. Ồ, trước mặt chúng ta là một chiếc xe Lamborghini. Đường Võ Văn Kiệt, Long An nhìn thẳng này. Đó, Võ Văn Kiệt thì anh em hiệu quả hiệu phải để đi lên cái cầu vượt, và chạy xuống kia là cầu đường kia đường Võ Văn Kiệt. Rất là giống thực tế luôn rồi nha anh em. Rồi mình né vào đây cho chiếc xe Lamborghini nó chạy. Chỗ này mới đường mà Võ Văn Kiệt chưa xuống dưới chỗ cầu cầu vượt Nguyễn Linh nha, cầu vượt Nguyễn Linh rồi xuống nữa, cầu vượt dưới kia là chưa, giờ mình đi xuống nè. Thì thời gian gần đây thì mình đi cái đường này rất là nhiều luôn, tại vì mình đi khá miền Tây anh em. Thì nhà xe Phương Trang thì mình đi rất là nhiều, hầu như là bây giờ gọi là cái cầu Bình Điền, cái doanh số, cái doanh thu mà mình mua trên cái nhà xe Phương Trang rất là nhiều anh em. Tại vì hầu như là mình đi chỉ có hãng xe Phương Trang thôi. Lúc trước thì trên Đà Lạt thì mình đi xe Thành Bưởi, nhưng mà bây giờ thì xe Thành Bưởi hết đi rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cao tốc nha. Nếu mà anh em băng qua cầu vượt luôn á thì thì dành cho xe ô tô băng qua cầu vượt và đi xuống dưới xuống dưới gì ra, xuống dưới cái Long An luôn, nhưng mà mình sẽ đi quốc lộ, mình sẽ đi vô cái cao tốc nha. Đó, vô cao tốc luôn, tại vì đi xuống dưới kia kẹt xe lắm anh em. Làm cao tốc để làm gì? Để rút ngắn thời gian, rút ngắn khoảng cách, em biết không? Nên là có là mình cứ đi. Rồi, đây là cao tốc nha, cao tốc Trung Lương. Trời ơi, cao tốc mà nó chạy xe máy vô kia, nghĩ sao cho nó đi vậy, không biết nữa. Đáng lý là thật ra nó phải cho cái biển cấm những xe này nó đi vào trong đó. Nguy hiểm quá, trời ơi. Rồi, thì để coi vào cao tốc thì họ sẽ cho mình chạy bao nhiêu nha. Xe kia giống xe Thành Bưởi vậy ta. Wow, đó. Thì dọc đường hai bên đường thì có một cái làn đường để cho xe đậu, một phần là xe cho hành khách xuống thì diễn biết. Tại vì mình cũng đã xuống mấy lần, một vài lần ở cái đường nhánh đó rồi, cái đường bên hông này, trạm thu phí 200 m. Ok, kiếm chỗ nào không có thanh coi. Ồ, thanh này đi qua luôn này, tiêu tiền coi. Ý, hết thu tiền rồi anh em ơi. Đó, Trung Lương. Rồi, 60 km hả? Ờ, 60 km sao mà đủ chạy ba. Chắc nó phạt chết luôn qua. Năm rồi đó, tôi chạy 105 rồi đó. Đây, review cho anh em cái làn đường cao tốc này. Nó chỉ có hai làn đường chính thôi anh em, còn cái làn đường bên tay phải là làn đường nó giống như làn đường khẩn cấp vậy đó. Ở Việt Nam mình anh biết, anh em biết rồi đó. Đường cao tốc này chưa đạt chuẩn nha. Đường cao tốc là phải 4 làn đường. Còn đường cao tốc mình mà ví dụ như xảy ra sự cố gì là nó kẹt xe chết bà nội luôn. Rồi. Ủa da cái thằng này. Trời ơi, xe máy mà đi lên đây. Đù. Ghê vậy mày. Bởi giờ nó hay xe máy cứ cho chạy ra đây là thế nào cũng gặp sự cố. Rồi thêm thằng nữa kìa. Bến Lức rượu phải. À, mình hình như không, mình không xuống Bến Lức đâu em ơi. Mình đi thẳng luôn nha. Thì cái lối ra để xuống Bến Lức thì hiện tại đang tạm khóa luôn. Xe mình đang chạy với vận tốc cũng khá là nhanh đó.
khá là ok nha. Ồ, xe cảnh sát bắt xe ở cao tốc mà ai đâu được chặn xe như đường dưới vậy ba, trên cao tốc thường là phạt nguội thôi à, hoặc là nó đang có sự cửa ví dụ là nó có cái sự cố là va vẹt hay gì đó đó, nhưng mà có cái ông nội này xe xe, xe máy nó cho lên đây này tí tí cái tí đấy chị vui. Ồ, trước mặt chúng ta là nhà xe Phúc Thần Thảo. Ủa, Phúc Thần Thảo ở đâu ba, chết bà luôn rồi. Tiêu 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 tiêu. Ok, nãy giờ anh em đã xem video của mình, và anh em nào mà đã chưa like video thì nhớ like video giúp mình, và đừng quên là nhấn thêm một cái đăng ký kênh nữa, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo, và đừng quên là comment ở dưới phần bình luận những yêu cầu hoặc là những cái vấn đề gì đó anh em cần hỗ trợ thì anh comment ở dưới nha. Cảm ơn em rất là nhiều, và chúng ta sẽ xem tiếp video thôi. Ok. Ôi ơi, anh cảnh sát ơi, tại sao anh lại lên anh phạt? Chết chết luôn rồi. Thôi tôi đi nha. Ủa, nó tắm gì ta? Tâm gì chơi mà sao lấy đến được ta? Ui, thôi đi đi đi, mà nó đi, đi đi đi, đừng có đứng lại giùm tôi nữa. Dắt gì vậy? Có gì nên không có gì mà ghê vậy. Rồi không làm nghiêm trọng quá. Rồi xin chở bò chở heo kìa. Bởi ta nói ở Việt Nam mình là xe cao tốc đồ, cao tốc rồi là xe nó nhiều khi nó chạy trốn rồi đó cũng không thấy luôn. Lâu lâu xuất hiện có thằng anh bị ngáo, anh chạy ngược chiều rồi anh chạy xe máy lên đó, cái kiểu nhiều người lạc đường thì mình không nói, còn nhiều anh hả chạy lên đó, chạy xe mô tô chạy lên luôn. Rất nhiều những thông tin mà mình nghe thật sự đó, báo đó. Ok rồi, chúng ta thẳng tiến nha. Hiện tại đang chạy trên cao tốc cho 60 nhưng chạy gần gấp đôi, quá tài lợi uy tín đúng không? Cho 60 rồi thì thấy không, hạn chế 60 rồi. Ok, hạn chế thì cứ cho hạn chế đi, chạy thì cứ chạy thôi em ơi. Kho xăng rồi, coi xăng mình còn xăng mình hết rồi em. Ở đây có một con kho xăng này thì thường là cao tốc thì sẽ có cái chỗ đường dẫn để cho mình vô kho xăng để mình đổ để mình tiếp tục hành trình, chứ còn nếu mà cứ chạy mà không có thể nào có cái chỗ cầm xăng mà gần gần cái bên đường gì ba thôi. Lách tao lách luôn nè. Cho nên cái kho xăng trong đó là quá là đúng luôn, để cho xe vào đổ xăng rồi hành khách có thể đi vệ sinh nửa chừng đó. Tại vì hành trình trải dài thì chứ những đoạn không có nhà vệ sinh đó, cho nên là cứ có là xe sẽ vào. Thứ nhất là để đổ xăng thêm rồi cho mọi người đi vệ sinh. Thứ hai nữa là thường những cái kho xăng họ hay khuyến mãi cho mấy anh bác tài những cái lốc mà hút này đó, lâu hút này là mấy người đã cho này đó. Tân An rồi, chúng ta đang đi trên cái địa phận Tân An. Lối ra ok, em chưa muốn ra. Ồ, nhà xe nào giống nhà xe cô hai vậy ta? Xe cô hai xe gì miền Tây vậy cô? Đúng chất cô hai luôn. Hôm qua mình đi cao đao, anh đi xem cao đao 2024 anh em. Xem đốt có hoa, đó là phạt tốc độ luôn. Về yeah. Phê luôn.
Nhưng mà kiểu như mình về tự nhiên nó qua giấc ngủ rồi mình không còn ngủ nữa. Mà tự nhiên cái mình nằm được chút xíu thì lâu mình ngủ có xíu à, sáng mình dậy mình bừng tỉnh dậy nữa thì tự nhiên cái thôi xỏ giày vô chạy nè. Sáng quốc làm 20 cây. Kỷ niệm 2024 chạy 20 km, 240 m. Đó. Khoảng cách giữ khoảng cách an toàn. Ok, vậy là quá an toàn rồi. Đó, chỗ này cho chạy 100 km này. Quá là được, ít nhất là 400, tại vì tối thiểu là 80, 120 độ thì thường cao tốc mà ai đâu chạy chậm làm gì đi em. Cao tốc của Việt Nam mình thực sự là nó chưa đúng chất, mà ở cái vận tốc thì mình nó chưa đúng đúng chất là cao tốc. Với lại phải thực tế như này, thường là cao tốc ở nước ngoài á, cái đoạn đường cái gọi là cái mặt đường của nó phẳng lì à, láng tưng à, còn cao tốc của mình thì nó hơi bị nhám nha, cho nên nếu mà chạy vận tốc cao nữa thì có thể nó sẽ xảy ra hiện tượng lỗ nổ lốp đồ á. Wow, trong này xe đã đông quá trời luôn rồi. Rồi giờ đây có một công an này, chạy đâu cô để tuần tra phạt ông bây giờ. Xe VIP 2 Âu rất ngọt luôn. Chúng ta sắp về phải. Ôi đây này phạt nó ba. Đường mình rất đói đấy nhỉ. Mình chạy làng đường trăm luôn nha. Đường trăm này thì vẫn trả tiền nhưng mà không có quẹt thẻ thôi. Ớ, không trả tiền luôn. Cứ mãi à? Hay là khách quen? Nó chơi ra đây em ơi. Rồi chúng ta sẽ đi quẹo phải vào đường Mỹ Tho. Thì cái đường quẹo phải này theo mình nhớ không lầm đó là đường ấp Bắc anh em. Xe máy mình cũng đi khá là nhiều lần rồi. Thì đường Mỹ cái đường trong cái đây Mỹ Tho gọi là gì, thành phố Mỹ Tho đúng không? Thì trong này là đây là đường 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 ấp Bắc nha, đường ấp Bắc. Và để mình kiếm cái chỗ bây giờ là 2, 3 giờ chiều, 2 rưỡi à, 2 giờ 20 à, thì mình sẽ kiếm một cái vị trí thuận lợi để cho ba con ăn cơm, tại vì quá giờ rồi, quá buổi sáng rồi em ơi. Cho bà con ăn cơm rồi có sức đi tiếp. Chết bà, chạy dữ quá. Chỗ đây có mỗi nhà xe Phương Trang, mỗi nhà chờ, mỗi nhà khách xe Phương Trang này. Vẫn chưa thấy tiệm cơm đâu nhưng mà thấy nhà chờ, nhà khách rồi. Let's go, let's go, let's go. Nhà xe nào lẻ ta? Taco thôi, giống đấy nhà xe nào. Cảm thấy mệt mỏi rồi đều ơi. Thành phố lớn tắt đèn càng cô đơn, kẻ buôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Mấy cái đoạn đường này chạy phiêu luôn á, rất rất là nhanh luôn này. Let's go, let's go, let's go. Xe mình đang chạy cùng hơn cao tốc nữa, hơn 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 trong cao tốc luôn mà. Đúng rồi, lên. Đi nè, đi nè. Không lý là tổng tích bây giờ.
có dấu hiệu mệt mỏi rồi anh em ơi, mình phải kiếm một chỗ nào đó mình cho anh xe nó vô mới được. Mỹ Quy, Mỹ Quy, cầu Mỹ Quy, Mỹ Quy gì? Let's go, let's go, let's go, let's go. Yeah, lên mạnh lên. Theo như trên Google Maps thì hiện tại thì chưa có cơm nào gần đây anh em ơi. Mình phải băng qua một cái chỗ, cái đường cua này nữa. Một cái rễ rảnh. Chết. Lạc lái. Rồi luôn. Một mớ hỗn độn luôn, trời ơi. Rồi luôn, tới công chuyện luôn rồi. Nhích lên đúng rồi, cho anh qua anh ơi. Dù sao cũng mất đích rồi. Ủa chứ, còn nữa hả? Căng quá anh ơi. Rồi mình sẽ quẹo trái vô đây nha anh em. Mày đợi còn ai nữa? Ô thằng này láo nhỉ. Ôi thấy chưa, thấy vô lý không? Bà nội cha nó. Đây là cái đường gì đây ta, cái xíu xíu vậy. À, hết đường cao tốc. Rồi đây, sorry nè em. Đường cao tốc là gì ta đó thôi. Ôi bắt xe đó kìa. Đó nồng độ cồn. Kiểu kiểu vậy á, đó nồng độ cồn. Mình nghĩ là sẽ có một kho xăng vô đây. Tôi hết tiền rồi, bây giờ tôi phải chạy thôi, đưa khách đến nơi thôi, còn ví dụ mà đóng tiền hay gì thì sổ bill gì anh cứ sổ bill nha. Anh cứ sổ bill đi, chủ tôi lo. Rồi, ở phía trước thì mình thấy một cái trạm dừng chân cầu Bình Phú. Một trạm dừng chân đó anh em ơi. Thì chúng ta sẽ dừng lại để cho anh khách chúng ta. À đây, bên tay trái này. Ok, có nhà vệ sinh rồi này cho mọi người đi nè. Thôi để đậu xe sơ sơ ra xíu chứ đứng này kỳ quá. Cho mọi người đi vệ sinh chứ đứng đấy đứng sát quá. Đúng không? Rồi. Mời bà con xuống đi vệ sinh rồi nha. Thì mình sẽ tạm dừng cái video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo, tiếp tục hành trình đến miền Tây nha. Rồi, bà con cứ đi vệ sinh đi. Bye bye anh em. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên là nhấn mình một like nha. Xe tải rồi nó đi vòng quá trời nè, quán cơm cham gì nè.